Cửa hàng Audio Minh Nguyễn xin kính chào quý khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2020. Lời đầu tiên, Minh Nguyễn xin cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng ở gần và ở xa trong suốt thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Minh Nguyễn rất là nhiều. Cũng chính vì cái tình cảm như vậy nên hôm nay Minh Nguyễn tiếp tục cập bến được một nô đẩy hàng thương hiệu B3. Dòng này là ở trên thị trường là cũng chỉ có 1-2 cơ sở là bán thôi, không có nhiều. Nó là hàng này, nó là dòng hàng xuất châu Âu nha các bác nhé. Hàng xuất châu Âu thì hiện tại là em nhập là chỉ được có mấy con thôi, được có 5 con thôi. Đấy là thật sự các bác, không có nhiều. Vì nó là hàng này, là nói thật với lại các bác là nó là hàng luôn, hàng luôn kho nha các bác nhé. Đấy là em cứ nói rõ với lại các bác như vậy, hàng luồn kho. Đấy, hàng luồn kho nên là em mua được cái giá là nó cũng rất là rẻ. Và riêng con này, cái giá xuất ở bên kia các bác có thể mua lên đến tầm độ gần 30 triệu một con đẩy nha các bác nhá. Nhưng mà em mua được cái hàng tuần kho đấy. Các bác hiểu nghĩa là tuần kho là gì không ạ? Đấy, tuần kho có nghĩa là mua của anh em ở trong đấy, nó luồn được ra, nó bán thanh lý cho mình. Đấy, nó là hàng tuồn kho. Vì là cái hàng này là không có ở trên thị trường, là không có gọi là tràn lan các mẫu mã. Các bác cứ xem những cái mẫu mã này, con mã của nó là EA4.14B3, là ở trên thị trường là nó rất là hiếm, không có, hầu như là chỉ có 1-2 cơ sở ở trên thị trường bán thôi. Đấy, chứ nó không phải là những cái dòng đại trà, những cái hàng đại trà B3 mới đấy. Thì thật sự cái này, các bác những cái hàng đại trà các bác có thể nhập ở đâu cũng được, chỗ là cơ sở nào nó cũng có cho các bác nhập và cho các bác lấy. Nhưng mà riêng hàng này thì thật sự các bác, nó là hàng xuất châu Âu nên là chỉ có gọi là tuần ra đằng sau thì các bác có thể mới mua được cái loại này thôi. Đấy là em mới nói thật. Đấy, cũng như là anh em một số các bác nào mà đi làm giày da ấy, hoặc là công nhân thì các bác biết đấy, ví dụ như là giày da mình muốn nhập được những cái nô hàng nó rẻ thì là phải nhờ anh em ở bên trong xưởng ấy làm. À, xong rồi tuần ra ngoài thì các bác mới có thể là đi được những cái đôi giày xuất. Có những cái đôi giày ấy là thật sự là ở Việt Nam là không bán, và cái hàng đấy nó là hàng xuất sang nước ngoài đấy. Còn anh em nào muốn để sở hữu được cái đấy thì bắt buộc là phải luồn ở bên trong ra thôi, luồn trộm ở bên trong ra đấy thì các bác mới ấy được, các bác mới gọi là có được để mà đi. Thì cái dòng đẩy này thì cũng vậy thôi, đẩy B3 thì cũng vậy thôi đấy. Nên là con này thì nó được sử dụng 20 tụ. Về cái linh kiện của nó thì thật sự thôi các bác, cũng bác cũng chẳng xa lạ về cái linh kiện của B3. Linh kiện của B3 nó chạy mạch Connect Hub, dòng mạch này cũng rất là hay. Nói chung là chất âm của nó thì nó ngang ngửa với lại dòng Connect TD đời mới nhất bây giờ. Đấy là cái dòng mạch Connect TD, nó là dòng mạch 2. Thì con này với con đấy thì chất âm đánh không khác với nhau cả nha các bác nhé. Đấy, nó gọi là 19-10. Còn riêng con này thì nó sở hữu là nguồn rất là to luôn. Nguồn biến áp của nó tầm 20 nha các bác nhé, 20. Và được sử dụng 20 tụ chính hãng 10.000 mi. Đấy, linh kiện là B3 các bác thì nói chung là sò xiếc nó nằm ở bên trong cơ, nên là các bác cũng không cần phải sò cái gì cả. Nên là các bác chỉ quan trọng nhất là cái công suất thực của nó ra. Công suất con này thì nó là rơi vào là 1700W một kênh, đánh ở chế độ là 8 ohm. Còn chế độ 4 ohm thì nó là 2600W là chế độ 4 ohm. Đấy, tất cả là đầy đủ tem mã vạch cho các bác nha các bác nhé, đầy đủ tem mã vạch cho các bác. Còn tất cả những cái nút ở đây nè, nó đã, vì là nó là hàng nguyên hộp
nguyên hộp nguyên thùng, là nó còn nguyên những cái núm cao su này để gọi là bảo vệ chống bụi, và những cái nút chỉnh chế độ đánh ở bên trong đấy còn nguyên luôn. Dòng này thì có một hai cơ sở bán thì, nhưng mà em cũng không biết là bên họ có bảo hành cho các bác không thì em cũng không biết, nhưng mà riêng ở bên em bảo hành cho các bác là 6 tháng nha các bác nhé. Các bác chỉ cần dùng nỗi do nhà sản xuất thì em sẽ đổi một cho các bác, còn ví dụ nỗi do gọi là người tiêu dùng không may ví dụ nữa là làm rơi nó bọt béo, hoặc là nó bị rơi tụ ra ngoài, hoặc nó văng cái nguồn này ra ngoài vì nó bị rơi, nó bị nong nước nước ở bên trong, thì cái đấy thì bên em không chịu trách nhiệm. Nhưng mà còn nếu mà lỗi do đúng nhà sản xuất thì các bác gửi lại em sẽ đổi một cho các bác trong vòng 6 tháng nha các bác nhé. Các bác có chơi thoải mái luôn, tẹp ga luôn. Còn các bác mà dùng quá 6 tháng rồi, rơi vào tầm độ 1, 2 năm hay 3 năm thì ví dụ như bị lỗi hay là có vấn đề gì ABC hỏng, các bác gửi lại bên em sẽ cho thợ để làm sao ấy sửa chữa cho các bác ngon lành hoàn chỉnh để gửi lại cho các bác. Còn cái tiền công thợ nó không lỗi nặng thì nó gọi là giỏi lắm thì gọi là 500.000 là xong một con đẩy cho các bác, còn lỗi nhẹ nó chỉ mất tầm 100-200.000 thôi. Cái tiền ấy các bác phải chịu vì đã gọi là quá thời gian bảo hành rồi đấy. Còn về cái riêng cái dòng này thì em khẳng định nó là hàng xuất châu Âu nên là cái độ bền của nó thì thật sự các bác thì nói chung là cũng các bác có thể dùng 1-20 năm nữa nó cũng chẳng bao giờ nó hỏng được đấy. Còn tùy theo cái chế độ của người dùng nữa đấy, người dùng ít người dùng nhiều. Công suất thì các bác là 1.700 thì các bác có thể đánh cái gì cũng được, rất là tiện cho các bác đánh súp hoặc đánh phun đôi súp kép, cái loại gì cũng chơi được hết. Và các bác lưu ý như này, em là nói thật là em đánh trực tiếp từ ở máy tính vào đẩy thôi. Và riêng cái này đấy thì các bác nếu mà lưu ý, các bác mở đấy các bác chỉ phải vặn tí một thôi, chứ còn các bác mà nào mà ví dụ như là rượu gọi là quá đà đấy mà các bác chỉ cần nhích như phát là thôi xong loa luôn. Đây này em chỉ cần nhích có một tí thôi, đây là cái mức về không của nó nhá, đây này mức về không nhá, em chỉ nhích một tí này đấy. Đây rất là to luôn, gọi là thế nào, một nên có hai, nên có hai cái chấm rồi cảm giác nó đã rất là kinh khủng rồi. Đây em đang mở hai kênh này đấy nhá, này em vặn cho các bác này, hai giờ rồi. Đấy, về cái dòng đẩy thì các bác chỉ cần lên đúng cái nút to này, là nút to là đúng nút là 9 giờ thôi. Là 9 giờ là các bác đánh full 30 ấy, là coi như là té cả quái đít loa rồi ấy. Nhá. Còn lên tầm độ 10 giờ chắc là loa full 30 không thể chịu được. Đấy. Nên là cái này các bác lưu ý là vặn từ từ thôi. Đấy, vặn khiêm tốn một tí. Đấy, các bác chỉ cần vặn nhích này phải là coi như sau. Là loa coi như sau. Đấy. Nó rất là khỏe. Đây thì mặt là hình thức mặt phay nhôm này, mặt phay nhôm đấy, tất cả các lớp sơn của nó là dòng sơn tích điện nên là các bác có thể cạo trước ra nó cũng không thể nào bay được cái này ra. Đây là cái tay em bắn luôn nhé, màu sơn của nó này em có thể các bác này, nó lì luôn, sơn của nó lì luôn thế các bác nhé, rất là lì luôn. Nên là hàng xuất của nó thì các bác chỉ cần nhìn thôi, các cái từng cái con ốc, từng cái chất sơn của nó là các bác đã biết được rồi, nó rất là chất lượng luôn nha các bác nhá. Từng con ốc một của nó đều là chấm sơn chống dỉ này đấy. Đấy. Linh kiện thì gọi là đẹp thì thôi rồi, mê hồn luôn đấy. Nói chung là cái dòng B3 này nó thiết kế thì từ trước đến giờ rồi, nó rất là nổi tiếng về cái dòng đẩy và loa đấy, cũng như là cái dòng loa B3 mà bây giờ bác mua cái dòng loa mới đấy thì thật sự các bác nó rất là đắt tiền luôn đấy, là dòng loa xịn đấy, đắt luôn
Còn để mà cái hàng bãi thôi nó đã tầm độ, riêng cái đôi loa 30 đã tầm độ chục triệu. Đấy là cái chỗ là hàng đẹp, nhà đã là 10 triệu một đôi rồi. Đấy. Còn mới thì thật sự các bác là rất nhiều, gọi là không có nhiều bác và để bỏ những cái đồng tiền rất là lớn để chơi những cái hàng mới đâu. Đấy. Đấy, em cũng nói thật rồi đấy. Còn anh em gọi là Việt Nam chúng ta thì nói chung là gọi là chỉ gọi là thích dùng hàng bãi thôi. Đấy, thích thơm ngon bổ rẻ thôi. Đấy. Nhưng mà riêng về cái con đẩy này thì thật sự các bác là hàng em mua rẻ được. Và em mua tuần ở trong nhà máy ra, mua được rẻ nên là em để cho các bác là rẻ các bác chơi. Đấy. Và có một hai đơn vị bán ấy, các bác cứ tham khảo giá đi. Giá bán cũng rất là cao á. Nhưng mà riêng con này thì ở bên em ấy sẽ có giá nội bộ, như là ở bên ngoài chỗ khác nó bán gọi là 15 triệu nhá. Thì em sẽ là kiểu gì em phải bán rẻ hơn, ví dụ như em bán 14 triệu hoặc là 14 triệu 500. Đấy, kiểu gì cũng rẻ hơn. Xác định là các bác cứ yên tâm là em đã nói là bên em bán hàng là cam kết các bác là rẻ hơn ở mọi chỗ. Các bác nào chỉ cần thấy ở bên kia nó bán rẻ hơn em thôi thì các bác chỉ báo với em sẽ chấp nhận, em sẽ bán rẻ hơn ở bên đấy nha các bác nhá. Thì em cứ đăng em báo cho các bác như vậy. Thì hiện tại em về được có 5 con. Đây, tất cả thùng xốp đây. Đấy, thùng đây là thùng của nó. Và xốp của nó bọc rất là kỹ càng luôn, nguyên thùng. 1700W một kênh ở chế độ 8 ohm, 2600W một kênh ở chế độ 4 ohm. Các bác chơi đủ các kiểu luôn. Loại gì bác cũng chơi được. Đấy thì bác nào có nhu cầu liên hệ lấy hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0985778338. Còn ở gần qua trực tiếp cửa hàng ở số 89 đường Vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Các bác nhớ là đừng quên đăng ký kênh để sao tiện theo dõi những cái video, những cái mặt hàng mới nhất ở bên em cập nhật hàng ngày về để cho các bác được biết sớm nhất. Sau đây thì em cũng xin tạm dừng video tại đây. Cũng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi đến kênh Audio Minh Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.